Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm đại tài mới năm 2020 với tiêu đề là Thần chết quyền năng, Thượng đế vô dụng. Mong rằng các cha xứ cũng như giáo hội Catholic La Mã cũng như tất cả các nhà thờ đừng bao giờ gọi là phép màu, quyền năng hay là sự linh ứng đối với dân chúng. Đại dịch Covid-19 trên thế giới kéo dài hơn 4 tháng từ đầu năm 2020 đến nay đã làm cho nhân gian điêu đứng, không kể những thiệt hại về nhân mạng và kinh tế, tài chính, mà còn là một thách thức đối với các thể chế chính trị, các hệ ý thức mà người ta lập thuyết bao nhiêu năm qua. Lý thuyết của các thế hệ được xem là hữu hiệu trước đây, tại sao lại thất bại vào lúc này? Ngay cả tôn giáo cũng đi vào cuộc thử thách nếu người ta chịu khiêm nhường, nhìn nhận. Người ta hiểu và thông cảm trước một thiên tai to tát như thế thì loài người chỉ biết cầu xin một đấng vô hình nào đó có quyền phép thiêng liêng để che chở tâm hồn. Đúng ra là tâm trạng đang run sợ trước lưỡi hái của tử thần đến với bất cứ ai một cách bất ngờ. Nhưng trong thời gian đại dịch vừa qua, càng trông cậy vào cái ông Thượng Đế đó, càng biến ông ta và bầu đoàn gia đình trị như Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ Đồng Công, Đức Mẹ Trinh Nữ thành những tên hề vô duyên nhất trong mọi thời đại. Càng cầu khẩn thần linh họ, càng vinh danh, ca ngợi họ thì số người bệnh càng tăng, số người chết càng tăng. Thử xem qua các việc phù phép mà các giáo phẩm đã làm theo thứ tự từ thời gian và xem phản ứng của nạn dịch chẳng có tí gì liên quan nhau cả. Nhiều người lại càng tỏ ra mê muội hơn nữa, lời cầu xin lại vang vọng to hơn nữa. Việc quảng cáo Chúa Mẹ được chuyển hóa ra nhiều cách, nhiều kiểu lạ hơn trước. Kiểu tượng Maria hay thập giá đi khắp đường, nói là đem Chúa đến gần mọi người trong lúc bệnh cần cầm chân trong nhà, không thể đến cầu nguyện trong các giáo đường. Thứ nhất, giáo hoàng kêu gọi các linh mục đến thăm những người bị coronavirus khi ngài cử hành thánh lễ tại Vatican một mình trong buổi live stream giữa lúc mọi người trong nước Ý bị cách ly ở nhà. 2. Linh mục Gianni Rigolani, 79 tuổi, cha xứ Phi Công, ban phép lành cho hơn 50.000 người dân ở 10 ngôi làng trong vùng Lombardy. Ngày 5 tháng 3 năm 2020, ông nói: từ máy bay tôi ban phước cho các quốc gia bị ảnh hưởng. 3. Giáo hoàng Francisco cầu nguyện trong các nhà thờ ở Roma xin Chúa cứu thế giới khỏi coronavirus ngày 15 tháng 3 năm 2020. 4. Không quân Ý chở một bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh trên bầu trời Ý để chống coronavirus ngày 17 tháng 3 năm 2020. Một bức tượng Trinh Nữ Maria được máy bay quân sự chở lên các thành phố ở nước Ý để chống lại coronavirus, một linh mục mang mình Thánh Chúa lên máy bay của không quân Ý. Đây là cách Roma đang cố gắng bảo vệ quê hương của họ. 5. Các linh mục Cato La Mã của Ý đang tìm cách mới để hướng dẫn cách thờ phượng trong thời gian khóa cách ly ngày 17 tháng 3 năm 2020. Giảng độ sau đây cho thấy tổng số người chết trong khoảng thời gian từ 31 tháng 12 đến ngày 13 tháng 5 tính cho nước Ý và nước Pháp. Sau ngày làm phép trên không trung ngày 17 tháng 3 năm 2020, như đã đánh dấu chấm tròn ở trên bản đồ, số người chết ở Attila, Italy và Pháp càng tiếp tục tăng lên một cách đáng sợ. Còn mãi không thấy thiên, tính đến ngày 15 tháng 3 đã có thêm 50 linh mục chết cùng với những người khác vì dịch Covid-19. 6.
Các con chiên quay ra tìm cách xoay đề tài, chuẩn bị dư luận để phỏng thánh một trong các linh mục đã chết. Họ loan tin một linh mục đã chết vì nhường máy thở cho người khác nên đã chết. Đó là linh mục Giuseppe Paradileo, giáo sứ Casigo, Ý, qua đời tại nhà thương ở Lover, thành phố Bergamo. Không đầy 3 ngày sau, ngày 24 tháng 3 năm 2020, người ta khám phá ra những chuyện đó không hề xảy ra. Sự thật theo lời kể của Giuseppe Foretti, người giúp lễ cho họ đạo của linh mục Baradelli. Y nói rằng linh mục Baradelli cũng rất đức độ đáng kính, nhưng ông chết vì không chịu được máy thở do tình trạng sức khỏe trước đó của ông, chứ không phải vì nhường cho ai cả. Xem phát niêu ACD Rensay 7. Cây thánh giá kỳ diệu đã chuyển đến quảng trường Thánh Phêrô để giáo hoàng Francisco ban phép lành. Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Vatican ngày 25 tháng 3 năm 2020, cây thánh giá được đồn đãi rằng đã chữa được đại dịch The Plague Death. Đó là một đại dịch xảy ra trên cả châu Âu lẫn Á Châu vào thế kỷ 14, kéo dài cả 5 năm và giết hại khoảng 20 triệu người, 1/3 dân chúng ở châu lục. Từ phía nhà thờ, người ta đồn rằng đây là cây thánh giá kỳ diệu. Vào thời đại dịch Black Death, cây chết đen, cây thập tự này đem đến đâu thì hết dịch đến đấy. Thế mà để cho chết 1/3 châu lục, ai tin nổi. Cây thánh giá đã được lấy từ bàn thờ trong nhà thờ San Marcello Algoros vào tối thứ tư và được lắp đặt tạm tại quảng trường Thánh Phêrô vào thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020 để giáo hoàng ban phúc lành. Giáo hoàng Francisco đã cầu nguyện vào chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2020 để chấm dứt nạn dịch coronavirus. 8. Các giám mục Ý dâng thánh lễ cho các nạn nhân coronavirus bao gồm 87 linh mục. 9. Truyền hình trực tiếp Mão Gai Chúa liên tục 13 giờ để cầu nguyện cho giáo hội và thế giới. Ngày 9 tháng 3 năm 2020, trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 7 tháng 4, một tuần trước ngày tưởng niệm một năm biến cố cháy nhà thờ chính tòa Notre Dame de Paris, Đức Tổng giám mục Michael Albertis cho biết ngài sẽ trưng bày thánh tích Mão Gai của Chúa Kitô tại nhà thờ Notre Dame de Paris, dù chưa sửa xong, để cho mọi người tôn kính qua một chương trình phát sóng trực tuyến vào ngày thứ sáu tuần thánh, ngày 10 tháng 4. Tử vong tại Hoa Kỳ đã lên đến 14.797 người trong số 435.160 trường hợp nhiễm coronavirus. Chỉ trong một tuần lễ duy nhất, con số tử vong tại Hoa Kỳ đã gấp 3 lần con số của ngày thứ 5 tuần trước, 2 tháng 4. Trong 24 giờ qua, con số tử vong tại Hoa Kỳ là 1.940. Số trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận là 31.935 người. 10. Tổng giám mục Michael Albertis đã ban phép lành trọng thể cho thành phố Paris từ đỉnh Montargis vào sáng sớm ngày thứ 5 tuần thánh. 12. Tổng giám mục Rod Amos trên chuyến phi cơ hai cánh thời Thế chiến thứ hai, Stepan BT-17 bay trên thành phố New Auckland thứ sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020. Ông mang theo nước thánh từ sông Jordan, nơi Chúa Kitô chịu phép bắp tên, để rảy nước trên toàn thành phố và bí tích thánh thể để ban phước cho những người bệnh hoặc đã chết từ coronavirus mới.
cũng như những người phản ứng tiền tuyến. Cùng một giảng đồ tính tổng số người chết trong nước Ý và nước Pháp từ 31 tháng 12 đến ngày 13 tháng 5 sau ngày Giáo Hoàng ban ơn toàn xá và các hành động làm phép ở nơi này, nơi kia cho đến 10 tháng 4 năm 2020 như đã đánh dấu chấm tròn trên giảng đồ. Số người chết ở Italia và Pháp vẫn tiếp tục tăng lên. 13. Giáo Hoàng ban ơn toàn xá. Cách thức nhận ơn toàn xá vào ngày thứ 6 tuần thánh ngày 10 tháng 4 năm 2020. 14. Linh mục Ivan Matic phát thạch giá và ban phước cho các tín đồ khi đi trên đường phố Zagreb, Croatia vào ngày phục sinh ngày 12 tháng 4 năm 2020. 15. Linh mục ở giáo xứ Mary nữ vương Măng Côi đem nước thánh xuống đường làm phép cho mọi người trong bãi đậu xe của nhà thờ 12 tháng 4 năm 2020. Tất cả tài biến hóa biểu hiện niềm tin một cách mê cuồng đã diễn ra, đã thi thố khắp nơi, và con số nhiễm bệnh cứ tăng mãi ở mọi nơi trên thế giới. 16. Vì coronavirus buộc các quốc gia phải đóng hết các cuộc tụ họp xã hội, các Kitô hữu trên khắp thế giới đang tổ chức lễ Chúa Nhật Phục Sinh theo phương cách mới. Mục sư làm lễ ở sân chiếu phim ngoài trời ngày 12 tháng 4 năm 2020. 17. Giám mục Tin Lành tuyên bố Chúa vĩ đại hơn Covid-19 đã chết vì dịch Covid-19 ngày 14 tháng 4 năm 2020. Mục sư giám mục của nhà thờ Tin Lành ở Virginia Garo Glenn đã qua đời. Giáo hội tuyên bố vào Chủ nhật Glenn đã thử nghiệm dương tính với coronavirus theo một video Marjorie Rowley, con gái của ông đăng. 18. Ta thổi làn hơi của Chúa trên mặt người Covid-19 ngày 15 tháng 3 năm 2020. Trên toàn thế giới, vụ dịch đã lây nhiễm hơn 2,1 triệu người và giết chết hơn 145.000 người theo một kiểm điểm của Đại học John Hopkins. Mặc dù con số thực sự được cho là cao hơn nhiều, số người chết ở Hoa Kỳ đứng đầu 33.000 với hơn 670.000 ca nhiễm được xác nhận. Mục sư Tin Lành Nick Morlock đã hoan tưởng làm phép thổi làn gió của Chúa Giêsu để tiêu diệt virus Covid-19. Nước Anh trở thành một trong những quốc gia châu Âu bị coronavirus tấn công nặng nhất ngày 21 tháng 3 năm 2020. Công nhân chuẩn bị khăn liệm để bọc xác, một xác được thiết lập tạm thời tại một nhà thờ Hồi giáo ở Birmingham, Anh ngày 21 tháng 4 năm 2020. Đường biểu diễn sau đây để chứng tỏ tổng số nạn nhân trên thế giới chết vì Covid-19 vẫn tăng đều trong khi và sau khi các ông linh mục, giám mục, giáo hoàng kêu gọi cầu nguyện Chúa Mẹ, Chúa Cha và các ra sức làm mọi nghi thức tôn giáo, lợi dụng tất cả các mọi chuyện mà họ tin là thánh thiêng. Ngay cả nước Ý là nước mà các nghi lễ tôn giáo kể trên được thực hiện. Đến đầu tháng 5, ở nhiều nơi đại dịch đã vượt qua đỉnh điểm và bắt đầu giảm tốc độ tác hại. Tại Việt Nam, học đường đã mở cửa lại ngày 5 tháng 5. Tại Mỹ, nhiều công ty đã rục rịch chuẩn bị mở cửa theo giai đoạn cẩn trọng. Chẳng có một hiện tượng thần linh nào đã xảy ra trong mùa dịch vừa qua để cứu người. 19. Thế mà những con chiên cuồng tín cũng vớ được một chuyện máu thánh Gennario như vớ được một cái phao để loan tin như một phép lạ. Đọc tin, niềm vui vỡ òa của người Ý ngay giữa cơn đại dịch, phép lạ máu thánh Gennario hóa lỏng vừa chảy ra. Xem linh đăng ngày 4 tháng 5 năm 2020, xem tiếng Anh.
Đọc lời tựa đầy gian dối như trên, thực sự chẳng ai buồn tò mò thêm phép lạ rất quen thuộc này của đám mê cuồng hết thuốc chữa này. Chuyện máu thánh Denurios hóa lỏng vào những ngày lễ đặc biệt của Công giáo La Mã được các nhà khoa học Ý bóc mẻ rồi. Xem bài pha chất hóa học làm máu thánh trên một cảnh giác khoa học. Ngày 15 tháng 10 năm 1991. Nhưng các con chiên nhà thờ mê tín vẫn cứ xem đó là phép lạ, giáo hội không hề xác nhận hoặc phủ nhận. Xác nhận thì bị khoa học cười, mà phủ nhận thì mất hết tiền miếng mồi tiền bạc, ngu gì. Không cần biết máu thánh Denurios có hóa lỏng hay không, Covid-19 vẫn tiếp tục việc tàn sát của nó. 67 giám mục Brazil lên tiếng thương vong vì coronavirus quá kinh hoàng. Hệ thống y tế sụp đổ ngày 10 tháng 5 năm 2020. Tại Ba Tây hay gọi là Brazil, theo các con số chính thức cho chính quyền đưa ra, tử vong đã lên đến 10.106 người trong số 148.931 trường hợp nhiễm coronavirus. Trong một tuyên bố vừa được thông tấn xã Fieldit của Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc công bố, 65 giám mục và hai vị giám quản tông tòa cho biết thương vong vì coronavirus thực sự rất quá kinh hoàng, vượt xa con số được chính quyền báo cáo vì hệ thống y tế đã sụp đổ. Nhiều người chết tại nhà vì không còn chỗ trong bệnh viện. Tuyên bố của các giám mục cho biết như sau: chúng tôi, các giám mục trong vùng Amazon, trước sự lây lan không thể kiểm soát của Covid-19 ở Brazil, đặc biệt là ở Amazon, bày tỏ mối quan ngại sâu xa của chúng tôi và yêu cầu sự quan tâm lớn hơn từ chính phủ liên bang và tiểu bang đối với căn bệnh này đang lan rộng càng lúc càng khốc liệt trong khu vực này. Tin Việt Catholic News ngày 13 tháng 5 năm 2020, tất cả các linh mục dòng tên ở Đại học Thánh Giuse Philadelphia, Hoa Kỳ đều nhiễm coronavirus và đã có 6 linh mục thiệt mạng. Thông tấn xã Catholic News cho biết. Đến đây tưởng đã đủ kết luận rằng Thiên Chúa mà quý vị thờ lạy hàng ngày không linh thiêng gì cả. Chúng tôi không lên án bất cứ ai cầu nguyện, vì đó chỉ là phản ứng của con người trước cảnh thiên tai, không có cách nào chống chọi khác hơn là cầu may. Nhưng đừng lợi dụng một sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc ma mảnh nào để tuyên truyền có lợi cho túi tiền của giáo hội trên con đường dài về sau. Đó là những mánh khóe lừa bịp đè nén lý trí của con người, không cho nó thoát ra khỏi sự mê tín, làm lợi trên sự mê tín của đám người đã bị gạt gẫm làm một việc làm xấu ác ở mức cấp số nhân. Từ nay cho đến ngày hết dịch trên thế giới, nếu có một hiện tượng thuộc tôn giáo nào trùng khớp với sự giảm bớt của đại dịch thì đó chỉ là ngẫu nhiên. Mong rằng không có một ai dám mang mặt nạ dày như 8 tầng đất sét để tuyên bố bất cứ điều gì gọi là phép lạ nữa nhé. California, sau hơn 4 tháng mùa đại dịch thế giới Covid-19, ngày 13 tháng 5 năm 2020, Lý Hải Xuân, theo nguồn của sách hiếm.net. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.